tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, giờ sẽ vào chi tiết tô màu cho các bạn.
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn.